chỗ này là giáp giữa Tân Bình đấy. Đấy, đây là cầu vượt cây gõ thì phải. Đấy, có bên Hoàng Văn Thụ rồi nhá. Thì đây chính là cái đường Hoàng Văn Thụ này. Thì hôm nay thì tôi sẽ cùng với các bác giới thiệu với các bác một cái dự án mà nó là, tôi gọi là nó gần như là hiếm ở trung tâm. Vì sao gọi là hiếm? Vì hiện tại là quỹ đất hết rồi, nhưng mà người ta vẫn có thể xây được một cái căn hộ chung cư lớn, cao cấp. Đấy, nằm ở ngay ở trên đường Hoàng Văn Thụ này luôn. Ở vị trí được xem là trung tâm, ngay ở trung tâm giữa quận 10 này, quận Tân Bình này. Đấy, rất là hiếm. Và nó nằm ở vị trí là 340 Hoàng Văn Thụ. Nhưng mà chúng ta phải đi vào ở bên trong hẻm một xíu nhá. Đấy, thì là một trong những căn hộ mà cực hiếm đấy, phải gọi là cực hiếm. Và không phải là dễ dàng có thể có mua được một căn hộ ở trong trung tâm hiện tại như tại bây giờ đâu. Vì quỹ đất gần như là hết rồi, không thể triển khai được. Đấy, để bây giờ tôi đang tìm cái địa chỉ vào nhá. Ở 340, cái hẻm 340. Đấy, hiện tại là đất cả người ta đã dọn dẹp xong rồi. Đấy, thì ở ngay cái góc út tịt này luôn thì phải. Góc út tịt với Hoàng Văn Thụ, nó gần đây rồi đấy. Thì nếu mà đi ra cái đường út tịt này là chúng ta sẽ đi ra được cái đường bờ kè ấy, đi về quận 1 rất là nhanh. Đấy, còn không đi Phú Nhuận thì cái đường Hoàng Văn Thụ đấy đưa ra được Phú Nhuận nhá. Chỗ này thì nó vị trí quá đẹp rồi, cực đẹp luôn. Đấy, thì theo thông tin tôi tìm hiểu thì dự án này đang trong quá trình thông tin thôi, có thể là chưa chính thức triển khai, chưa chính thức gọi là đi vào chính thức nha các bác. Đấy, nó nằm ở góc này này. Thì căn hộ này ở trong cái khu đất là khoảng 5.000 mét vuông và dự kiến là cao 25 tầng nhá. 25 tầng, nhưng mà trong cái khu vực này thì phải nói rằng là nó rất là cao. Đấy, vì cũng khá là gần sân bay, nhưng 25 tầng thì phải nói rằng cao đấy. Và có cả gác lửng nhá các bác. Đấy, đây vào đây các bác này, chắc là vào đây rồi. Đấy, nên đi vào con hẻm đấy nhá, ngay trên đường này luôn. Đi tới đây là hội chợ Tân Bình đây này. Rồi. Đấy, thì chúng ta cần phải đi vào con hẻm nhá một xíu. Thì có gác lửng này, 25 tầng, một tầng hầm với thêm một tầng tầng thượng đấy, có tầng thượng đấy đấy. Đây thì dự án này đang trong quá trình triển khai đấy, đang ấy này, đang quá trình triển khai này. Để coi này, có xíu đấy. Đấy là căn hộ La Cosmo Residence đấy, giá của nó là 45 triệu một mét. 45 triệu một mét. Ok, chị cho em coi đây. Đây là chính là cái khu đất của cái dự án La Cosmo Residence này. Đây khu đất hiếm đấy, để triển khai chung cư 25 tầng. Đó. Dự án này chắc là hot nhất ở thời điểm hiện tại ở phía này rồi. Ở đây quá đẹp rồi đúng không? Trong quá trình triển khai thôi. Đấy, khu đất này đây. Chắc thời gian tới sẽ mở bán dự án này đấy, La Cosmo này đấy. 45 triệu một mét, trung bình đấy thì một căn chắc sẽ rơi vào tầm khoảng 2 đến 3 tỷ một căn này. Đấy. Đây là cái đường hẻm đi vào của cái dự án này. À, dạ vâng đúng rồi. Dạ. Em ở bên sàn Đông Phú Hoàng lên. Rồi. Khu này quá ngon nhỉ ha. Hình như trường học trường đồ bên này này. Đấy, nằm ở gần đường rồi. Đi vào bên trong này cũng khá là yên tĩnh đấy. Không ấy lắm. Đấy. À không, em bên sàn đây nơi. Bên sàn bất động sản. Ok. Đấy thì giới thiệu cho các bác biết cái dự án La Cosmo này là như thế. Giá nó cũng gọi là trung bình ở đây thì giá cũng như thế. Ok. Đấy. Có cả cái căn 2 tầng nha. Còn đi ra rồi.
Ok, thì tôi giới thiệu cho các bác biết là như thế nha. Nếu bác nào mà quan tâm mà muốn mua gì đấy thì cứ liên hệ cái thông tin ở phía bên dưới nha. Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ các bác để đặt hàng cái dự án này ngay. Vì sao? Vì chúng ta phải cần đặt ngay sớm nó, vì đây là dự án mới các bạn. Nên nếu mà chúng ta mua càng sớm thì giá càng tốt. Vì nó thật là nếu mà ở ngoài trung tâm mà bây giờ mà mua được một cái chung cư mà mức giá khoảng tầm 40 triệu thì gần như rất khó luôn. 2 đến 3 tỷ mua được một căn ở cái khu này mà gọi là tốt thì rất là khó. Nếu mà chúng ta không mua sớm thì giá nó còn tăng nữa. Đấy, ở bên phía quận 2 thì 1 mét của nó là bèo lắm là 40 tỷ, 40 triệu rồi. Và ngay ở trung tâm này thì chỗ này thì quá thuận tiện cho những cái bác nào ở Tôn Tân Bình, Tân Phú làm việc quận 10, quận 3 gì đấy. Thì quá thuận tiện luôn. Dưới này là hội chợ Tân Bình rồi này. Ok, các bác cứ liên hệ thông tin ở bên dưới nhá. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ thêm, xem thêm nhiều video từ Lango Now nữa. Cảm ơn tất cả các bác.